tiếp này. Xin thông báo với các nhà chứng khoán là hiện nay chứng khoán chúng ta có rất nhiều biến động. Ông con này ở quê hết. Hai chục nghìn con đã hát quét của em lên xuống nhỉ? Anh ơi, em là cái gì? Ulysses. Em có 30 con à? Cầm lấy xong giơ tay chỉ tay hết mắt mặt nghiêng nghị.